Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình cập nhật những tin tức vấn đề diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Chương trình trưa nay 3 tháng 12 có những nội dung đáng quan tâm. Thành ủy Bà Rịa sơ kết 4 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Bà Rịa Vũng Tàu có trường hợp hiến tạng đầu tiên. Xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Thưa quý vị, Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các quy định về nêu gương, tổng kết đề án phát triển nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ của thành phố. Sơ kết 3 năm thực hiện đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và 3 năm thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng bộ thành phố Bà Rịa có 13 đảng bộ, 134 chi bộ trực thuộc và 32 chi bộ cơ sở với 4.436 đảng viên. Thực hiện nghị quyết số 04 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng và các quy định về nêu gương, cán bộ đảng viên thành phố đã có chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, qua đó kịp thời xử lý những đảng viên tổ chức vi phạm. Đề án phát triển nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ của thành phố và đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được thực hiện hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ được tăng cường. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp đạt tỷ lệ đề ra. Đảm bảo phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị, năng lực chuyên môn và tính kế thừa. Thành ủy Bà Rịa đã khen thưởng 12 tập thể và 22 cá nhân trong thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng và các quy định về nêu gương. Hội nghị cũng tiến hành ký cam kết thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trung tâm điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận tạng của một trường hợp chết não được gia đình hiến tặng. Đó là bệnh nhân 30 tuổi ở xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc. Đây cũng là trường hợp đầu tiên hiến tạng để cứu người ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo chia sẻ của gia đình bệnh nhân NHQ, tối ngày 28 tháng 11, Quy bị tai nạn giao thông, được người nhà đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã bị chết não. Nén nỗi đau mất con, gia đình bệnh nhân đã bàn bạc và quyết định hiến tặng toàn bộ cơ thể của Quy với hy vọng. Các bộ phận cơ thể này sẽ đem lại sự sống cho nhiều người và cũng là để lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này đến với cộng đồng xã hội. Làm những gì có ích cho những người mà người ta cần mình, cần con của cô hiến tặng, nên cô mới bằng lòng gọi các con cô, các em thông qua cái chương trình này thì để chị muốn hiến cơ thể của cháu để cứu giúp bao nhiêu mảnh đời còn khổ sở mà còn đau bệnh nhiều để cần cô nghĩ như thế. Những trái tim mà bị đau đớn thì cần thì cô giúp, sẵn sàng giúp đỡ. Trung tâm điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuống Bệnh viện Bà Rịa thực hiện phẫu thuật để lấy các bộ phận trên cơ thể của bệnh nhân hiến tạng gồm tim, phổi, gan, thận và tủy để ghép cho các bệnh nhân khác. Cuộc phẫu thuật lấy tạng đã diễn ra thành công. Những ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp tục phần thông tin địa phương hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 57 chỉ tiêu, trong đó 29 chỉ tiêu kinh tế, quản lý đô thị, môi trường, 28 chỉ tiêu về văn hóa xã hội. Trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân thị xã đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân. Phấn đấu xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp cảng biển vào năm 2025.
lãnh đạo thị xã Phú Mỹ yêu cầu các phòng ban, đơn vị và các xã phường trên địa bàn rà soát lại các chỉ tiêu để xây dựng kế hoạch và có lộ trình, giải pháp, chương trình hành động cụ thể, đảm bảo tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải được hoàn thành và vượt so với nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức thành công đại hội lần 3, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Thị xã Phú Mỹ hiện có hơn 2.100 gia đình có thân nhân đang sinh sống làm việc ở nước ngoài và hơn 4.200 kiều bào đang định cư ở nước ngoài. Từ năm 2015 đến nay, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thị xã Phú Mỹ thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước cho thân nhân kiều bào. Vận động thân nhân kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 5 năm qua, kiều bào thị xã Phú Mỹ đã hỗ trợ địa phương gần 205 triệu đồng xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo và quà cho người nghèo, trẻ em khuyết tật với tổng trị giá hơn 3 tỷ 200 triệu đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thị xã Phú Mỹ khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 21 thành viên, đồng thời thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Ghi nhận tại huyện Long Điền sẽ tiếp tục chương trình. Huyện ủy Long Điền vừa tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cán bộ chủ chốt của huyện Long Điền đã được quán triệt triển khai các quy định hướng dẫn của Ban Thường vụ huyện ủy Long Điền về đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý. Lãnh đạo huyện ủy Long Điền chỉ đạo đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan đơn vị tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên là đối với tập thể lãnh đạo quản lý nghiêm túc đúng quy định. Đây là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Từ đó có giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Thưa quý vị, chương trình xây dựng nông thôn mới với sự chung sức đồng lòng của người dân đã tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu. Có được kết quả này phải kể đến công tác vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể. Tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, nhờ thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền người dân mà chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương đã diễn ra thuận lợi, bộ mặt nông thôn của địa phương này ngày càng khang trang. Năm 2016, chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Hưng được triển khai thực hiện. Chính quyền cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Hưng và các đoàn thể đã tích cực vận động đảng viên, nhân dân hiến 1.000 m2 đất làm đường và các tuyến mương thoát nước. Đóng góp 80 triệu đồng để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong khu dân cư. Riêng năm 2019, xã Phước Hưng đã vận động người dân đóng góp tiền của ngày công để đầu tư nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa 34 tuyến đường, xây dựng nhiều mô hình giữ vệ sinh và an ninh trật tự ở các khu dân cư. 10 tháng năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Hưng phối hợp với các ban ngành đoàn thể đã vận động người dân lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường dài hơn 3,5 km với tổng chi phí 112 triệu đồng. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành huyện ủy Đất Đỏ đã tổ chức thảo luận tổ nhằm đóng góp ý kiến về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo dự thảo báo cáo, năm 2020, huyện ủy Đất Đỏ đã chủ động sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 7.235 tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 1.630 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2019 và vượt trên 53% dự toán. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định.
năm 2021, huyện tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, qua đó tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp phục hồi kinh tế xã hội sau ảnh hưởng của dịch bệnh, quyết liệt phòng chống tham nhũng lãng phí, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tại cuộc họp, các tổ ban chấp hành huyện ủy Đất Đỏ cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời đóng góp một số ý kiến tập trung vào các giải pháp khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý đất công xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa các xã thị trấn, giải pháp kiềm chế kéo giảm người nghiện và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng một xã không có người nghiện ma túy, kiểm tra rà soát các vụ việc còn tồn động kéo dài để giải quyết dứt điểm, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ dân cư. Ủy ban nhân dân xã Phước Long Thọ vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ủy ban nhân dân xã Phước Long Thọ đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 gia đình và 12 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Long Thọ đã tạo nên diện mạo mới khang trang cho địa phương nông thôn mới. Đến nay, xã có 6 tuyến đường trục liên ấp được nâng cấp, nhựa hóa với tổng chiều dài hơn 18 km. 10 tuyến đường ngõ xóm được sửa chữa với chiều dài hơn 7,5 km. 100% hộ dân có phương tiện nghe nhìn, 100% hộ sử dụng điện, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 98,78% hộ có nhà ở đạt chuẩn. Xã chỉ còn 3 hộ nghèo chuẩn tỉnh, gần 90,5% lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng một người một năm. Gần 98,8% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020, huyện Đất Đỏ mở 30 lớp dạy nghề với 851 người tham gia học nghề, vượt 22% kế hoạch. Sau học nghề, có gần 99% có việc làm sau đào tạo. Thực hiện đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Đất Đỏ còn hỗ trợ cho hơn 20.000 lượt hộ vay, hơn 518 tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh. Cấp hơn 26.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hơn 3.700 lượt hộ nghèo, hơn 2,3 tỷ đồng. Xây dựng và sửa chữa 217 căn nhà, hơn 9,3 tỷ đồng. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ về giáo dục, trợ cấp khó khăn, trợ cấp Tết, dạy nghề, khuyến nông cũng được huyện Đất Đỏ triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả. Nhờ đó, toàn huyện chỉ còn 270 hộ nghèo, chiếm 1,3% dân số. Năm 2020, huyện Đất Đỏ có 9 sản phẩm công nghiệp nông thôn được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, tăng 3 sản phẩm so với đợt bình chọn năm 2018. Đây là các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và khu vực phía Nam, huyện Đất Đỏ có 3 sản phẩm được chọn. Thưa quý vị, hồ Bầu Sen thuộc địa bàn phường 2 và phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu có diện tích mặt nước hơn 18 hectare, được xem như lá phổi của thành phố Vũng Tàu với chức năng hồ điều hòa và thoát nước. Tuy nhiên, thời gian qua, hồ Bầu Sen thường xuyên bị ô nhiễm do hệ thống nước thải và nước mưa đi chung chảy vào hồ. Một số hộ dân sống quanh hồ cũng vứt rác trực tiếp xuống lòng hồ. Thêm vào đó là bùn trầm tích tồn động lâu năm khiến chiều sâu mực nước chết thấp, làm cho các vi sinh vật có lợi cho môi trường không phát triển được. Do vậy, việc đầu tư dự án nạo vét, cải tạo hồ Bầu Sen là hết sức cần thiết và cấp bách. Từ thực tế này, Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa 6 vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo hồ Bầu Sen với tổng kinh phí hơn 21,7 tỷ đồng. Dự án nạo vét cải tạo hồ Bầu Sen được thành phố Vũng Tàu giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án được triển khai vào quý 4 năm 2021. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm chức năng điều hòa nước mưa của hồ Bầu Sen, đồng thời chống ngập úng cho khu trung tâm thành phố. Về lâu dài, thành phố dự kiến sẽ bổ sung ngân sách để phân kỳ đầu tư hệ thống thu gom nước thải riêng cho toàn bộ lưu vực thượng lưu hồ Bầu Sen, phân nhánh, phân cụm theo các tuyến cống thoát nước mưa hiện hữu, đầu tư từng bước tách dần nước mưa và nước thải đi riêng để thu gom về trạm xử lý nước thải.
Khép lại phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là những ghi nhận tại huyện Châu Đức. Mời quý vị theo dõi. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức tổ chức hội thảo Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2020 và giới thiệu một số mặt hàng có uy tín, chất lượng do hội viên phụ nữ trực tiếp sản xuất kinh doanh tại địa phương như mô hình nuôi gà ta thả vườn, đan lục bình, may gia công. Tại hội thảo, các đại biểu cũng được thưởng thức các sản phẩm ngon, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nổi tiếng của địa phương mình như bánh bột lọc, bánh lá gai, nha đam. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tổ chức 126 buổi tuyên truyền cho hơn 5.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ, phối hợp tổ chức hai lớp tập huấn tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với 160 người tham dự. Chi bộ ban tổ chức tỉnh ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và đại chúng tàu và công ty cổ phần đầu tư Nam Á tổ chức bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc. Các căn nhà cấp 4 có cùng diện tích gần 59m2 đã được bàn giao cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ngụ tại xã Bình Trung, hộ ông Lê Ngọc Tình, ngụ tại xã Suối Đao và hộ ông Lê Xuân Minh, ngụ tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Ông Nguyễn Ngọc Giáo, ngụ xã Bình Điền và ông Lê Văn Nhiều, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và địa chúng tàu tài trợ. Ngoài ra, công ty cổ phần đầu tư Nam Á cũng hỗ trợ 30 triệu đồng cho hộ ông Trần Thanh Dũng, ngụ xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, sửa chữa nhà. Hội nông dân tỉnh phối hợp Hội nông dân huyện Châu Đức, Hội nông dân xã Xà Bang vừa tổ chức lễ bàn giao giống cây cacao và 22 tấn phân bón cho 15 hộ dân tham gia dự án mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm cacao. Trao tặng 70 thùng rác công cộng để lắp đặt trên tuyến đường tại xã Xà Bang thuộc dự án Hội nông dân chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn văn minh hiện đại. Trong buổi lễ bàn giao, Hội nông dân tỉnh đề nghị các cấp nông dân trên địa bàn huyện Châu Đức vận động hội viên chung tay xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, xanh, sạch đẹp và duy trì thường xuyên hoạt động tự quản và vệ sinh môi trường. Đồng thời, kêu gọi hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm cacao, từng bước phấn đấu xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cacao. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.